Cái này mà chạy được xuống Vũng Tàu luôn hả chú? Hay vậy. Chạy qua được Cần Giờ không chú? Dạ. Dạ. Dạ rồi, em xin gửi tiền cho anh chị. Cảm ơn anh chị nha. Dạ không, mới mượn cô đó đó. Ô cô đó. Cảm ơn cô. Xuống Vũng Tàu được luôn hả cô chú? Vũng Tàu mở phong tỏa chưa cô chú? Dạ. Vậy là phóng xanh dữ quá đó. Phóng xanh quá, mở cửa luôn. Em lấy tôm nhỏ luôn hả? Tôm chết luôn hả? Rồi chị hai. Rồi chị bớt em đó. Rồi em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi. Rồi cảm ơn anh trai. Bữa nào đấy nhà mới anh này với chị nó đi, bữa nữa đi nữa ghé hàng đưa cho em tôm sống. Dạ. Với lại mai mốt mình bắt mấy cái con mà nó bé quá không? Nó bé quá đừng bắt với mình. Dạ đúng rồi. Bé quá đừng có bắt. Chứ đừng bắt mấy con mang trứng. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, mua tép về cho ba con ăn luôn. Thì phóng xanh cỡ 100 ngàn à. Dạ. Dạ. Mấy con sống thì phóng xanh. Dạ. Dạ, vậy không sao đâu cô. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cô dễ thương quá à. Cô không nói con cũng đâu biết đâu. Dạ. Vậy là giờ có cá để thả nữa không cô? Không, cá thòi lòi á cô. Gọi chưa cô? Có luôn hả cô? Dạ. Dạ bây giờ em sẽ đợi để phóng xanh. Bây giờ em sẽ phóng xanh. Em sẽ phóng xanh 3,5 kg cá thòi lòi cho chị Hoàng Thị Anh. Mới mua hả? Vỏ cũ hả? Và phóng xanh. Mấy mở phóng xanh một tí nữa đó. Để coi hồi nữa. Hồi nữa để coi anh kia đem xuống bao nhiêu ký cá thòi lòi nữa.